xin dâng lên Ngài người thân yêu đã xa đi rồi. Người đã đi rồi. Xin dâng lên Ngài người anh em nay về cùng Chúa. Cúi xin Ngài xót thương chiếu chan hòa ánh quang để người ra đi về tới bên bờ yêu thương. Xin dâng lên Ngài cho niềm cay trong, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin chung. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi, chỉ ước một điều Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên chiều. Xin dâng lên Ngài này của lễ cứu độ nhân trời, của lễ hiện giờ. Xin dâng lên Ngài này của lễ xuôi nguồn hồng ơn, hồng ân Thiên Chúa. Xin. Nhận được tin buồn này
giáo hội Đức Bà nhà xứ Quất Lâm chúng con xin phép cha chánh xứ tổ chức lễ viếng và cầu nguyện cho linh hồn cụ chánh Maria, cho phép con được đại diện cho các quý cụ, quý chức cùng quý cộng đoàn giáo hội Đức Bà nhà xứ Quất Lâm, xin gửi tới gia đình các con của cụ cùng toàn thể gia quyến trong và ngoài nước lời thăm hỏi, lời chia buồn sâu sắc nhất của cộng đoàn giáo hội chúng con. Sang phần lễ viếng, con xin trân trọng và kính mời bốn cụ trùm đại diện cho cộng đoàn giáo hội nên dâng hương nến trước bàn thờ Thiên Chúa và trước di ảnh của cụ chánh Maria. Xin trân trọng và kính mời. Con xin trân trọng kính mời hai cụ chủ tiêu đại diện cho cộng đoàn giáo hội nên đặt hoa nắng kính viếng. Vòng hoa mang dòng chữ giáo hội Đức Bà nhà xứ Quất Lâm xin kính viếng. Cụ Maria Lê Thị Hợi đã mãi mãi
đi xa không ngày trở lại. Con xin kính mời các cụ, các quý chức cùng cộng đoàn dành một phút tưởng niệm cụ. Phút tưởng niệm được bắt đầu. Thôi con xin kính mời các cụ, các quý chức của giáo hội nhà xứ An Toàn. Và để nối tiếp chương trình lễ viếng, con xin trân trọng kính mời Hội đồng Giáo xứ Quân Lâm và xin kính mời ông Chủ tịch Hội đồng Đồng bộ Giáo xứ lên điều hành chương trình lễ viếng. Trọng kính cha chánh xứ, kính thưa các cụ chánh phó xứ Tiểu Vương, các cụ trùm đương trong giáo xứ, kính thưa các cụ trùm Kiều Đương, các quý chức Kiều Đương, giáo họ Đức Bà nhà xứ và cộng đoàn, kính thưa gia đình ông bà Nguyễn Công Toàn tại Hoa Kỳ, Hội đồng Hương Quốc Lâm và gia đình ta quyến, thì sáng hôm nay giáo xứ Quốc Lâm quê nhà chúng tôi đột ngột nhận được tin buồn. Cụ chánh Maria Lê Thị Thọ đã vâng theo tiếng Chúa gọi về nhà cha chung. Vậy giáo xứ Quốc Lâm chúng tôi vô cùng thương nhớ cụ chánh Maria Lê Thị Thọ. Khi cụ còn sống, cụ và gia đình nhắc nhở các con, các cháu của cụ đã giúp tiền cho giáo xứ Quốc Lâm trùng tu nhà cha và còn nhiều việc khác. Vậy cộng đoàn giáo xứ Quân Lâm quê hương đất mẹ chúng tôi biết ơn và mãi mãi tri ân cụ chánh Maria Lê Thị Thọ và thánh cả Giuse quan thầy giáo xứ trả công bội hậu cho toàn thể gia đình của cụ và gia đình tang quyến. Để tiếp chương trình, con xin kính mời hai cụ chánh đại diện cho giáo xứ lên dâng nén hoa trước chân nhung của cụ chánh Maria. Con xin kính mời đại diện của giáo xứ. Thank you.
con xin trân trọng đến người một cụ đại diện cho dòng họ Đông nên có cảm ơn giáo họ và cảm ơn giáo xứ cũng như các đoàn hội. Trọng kính cha xứ, kính thưa các cụ chánh phó hương xứ, ban thường vụ và bí chức đương nhiệm hội đồng giáo xứ Quận Lâm, kính thưa các cụ trùm cựu đương bí chức các đoàn hội và cộng đoàn, kính thưa giáo họ thánh cả du xe các cụ trùm các bí chức và cộng đoàn giáo họ nhà xứ Quận Lâm, kính thưa cộng đoàn và bà Thánh Maria Đê Thị Hợi, tức Thọ là người bà là người cụ quý mến yêu của hai dòng họ Nguyễn Lê chúng tôi, là người con đất mẹ xứ họ Quận Lâm, kính thưa quý chức quý cộng đoàn và người bà người cụ kính mến kính yêu của chúng con, vì cuộc sống đi xây dựng quê hương thứ hai tại Hoa Kỳ, nay bà cụ chúng tôi đã theo tiếng gọi của Chúa ra đi trở về với Chúa, gia hiếu chúng tôi kính báo tin buồn tới giáo xứ giáo họ. Nay giáo xứ giáo họ tổ chức nghi lễ tri ân đặc biệt khang trang cho bà, cho cụ chúng tôi. Chúng tôi rất xúc động, không biết nói gì hơn. Tôi xin được đại diện cho con cháu chắc hai nước Hoa Kỳ, Việt Nam xin cúi đầu cảm ơn giáo xứ, giáo họ nhà xứ, giáo họ thánh cả du xe Quận Lâm, các đoàn hội họ nhà xứ Quận Lâm. Một lần nữa tôi xin cúi đầu cảm tạ. Chị
lạy Chúa yêu linh cao cả. Nay đã gần đài để vượt qua cuối, xin Chúa cho lòng chúng con thêm sốt sắng nhiệt thành để đón mừng màu nhiệm cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa đang thành nên muôn thua muôn đời. Bài chi sách tiên tri Giê-rê-mi-a. Đây Chúa phán, ta truyền cho họ lời này, các ngươi hãy nghe lời ta, thì ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi và các ngươi sẽ là dân ta. Các ngươi hãy đi trong mọi đường lối mà ta truyền dạy cho các ngươi để các ngươi được hạnh phúc, nhưng họ không nghe, họ không chịu lắng tai, họ vẫn chạy theo ý định và lòng xấu xa của họ. Vậy ngươi hãy nói cho họ biết, này là dân công chịu nghe lời Thiên Chúa của họ, không chấp nhận kỷ luật, lòng trung tín và lòng miệng họ không còn nhắc đến nữa. Đó là lời Chúa. Ai tin vào ta thì dù có sống cũng sẽ được, chết cũng sẽ được sống vào đất
cứ ai sống và tin vào ta sẽ không chết muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho linh hồn Maria. Con Chúa chiêu từ hình tập giá mà nhân loại được ơn giao hòa, chúng ta cùng cầu xin Chúa thương tha thứ lỗi lầm cho các bậc tiền nhân, ông bà cha mẹ, thân nhân, ân nhân, bạn hữu của chúng ta và ban vinh phúc cho các ngài. Xin Chúa nhận lời cho con. Chúng ta cùng niệm lời cầu xin cho mỗi người Kitô hữu biết đặt trọn tin thác vào Chúa Giêsu Kitô, kiên trì cầu nguyện cho các linh hồn để mai sau được hưởng hạnh phúc bên nhà Cha trên trời. Xin Chúa nhận lời chúc con. Lạy Chúa, xin nhận lời cầu của cả cộng đoàn chúng con vừa dâng lên Chúa và ban cho tôi tớ Chúa là linh hồn Maria mong được hưởng tôn nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Để sau đây anh chị em đi bình